Một học giả về quan hệ quốc tế hàng đầu của Trung Quốc tố cáo Mỹ xúi giục bất hòa ở Biển Đông sau khi Ngũ Giác Đài công khai ủng hộ các cuộc tuần tra trên không của Nhật tại khu vực. Bài xã luận gay gắt đăng trên cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc Nhân dân Nhật Báo dường như đáp lại việc Đô đốc Robert Thomas, chỉ huy hạm đội thứ 7 và là sĩ quan hải quân hàng đầu của Mỹ ở châu Á, hoan nghênh Nhật mở rộng các cuộc tuần tra trên không ở Biển Đông. Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế tại Đại học Fudan, ông Shen Dingli, lên án rằng phát biểu này có mục đích nhằm thổi bùng bất hòa dưới danh nghĩa thiết lập ổn định khu vực, làm phức tạp thêm bất đồng giữa các nước liên quan. Ông Shen cáo buộc việc các giới chức quân sự và quốc phòng cấp cao của Mỹ khuyến khích Nhật can thiệp vào chuyện Biển Đông, chứng tỏ mục tiêu của Ngũ Giác Đài muốn khuấy động rắc rối ở Biển Đông bằng cách lôi kéo thêm nhiều nước can dự vào tranh chấp. Thứ Sáu tuần rồi, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh kêu gọi các nước ngoài vùng không gây chia rẽ và tạo nên căng thẳng. Những cuộc tuần tra thường xuyên trên không của Nhật hiện giới hạn ở biển Hoa Đông, nơi Tokyo và Bắc Kinh đang có tranh chấp chủ quyền. Mở rộng những chuyến bay tuần tra của Nhật sang Biển Đông, nơi Trung Quốc đang tranh giành chủ quyền với các nước ASEAN bao gồm Việt Nam, chắc chắn sẽ làm tăng căng thẳng Trung-Nhật.